Hi, xin chào bạn, xin giới thiệu với bạn, hôm nay mình sẽ làm một cái video đánh giá cái cách nhận định bằng mắt thường thể tích của chai so với thể tích thực ở bên trong chai như thế nào. Nó rất là khác biệt như sau. Ở đây mình sẽ có chai tinh dầu tràm như ý, nguyên chất 100g. Và ở đây chai nhỏ như thế này là 50 ml, chai to thế này là 100 ml, và mình cũng mua ở ngoài thị trường cái chai to bự như thế này, và mình sẽ so sánh thể tích của các chai này. Mình dùng ống đóng 100 ml để so sánh. Trước tiên mình rót chai 50 ml vào ống đóng. Đây mình bỏ để trên mặt phẳng, đưa camera gần lại, xoay cái mực milit ở đây, cái vật milit vào đây, ở đây 50 ml. Đây các bạn sẽ thấy cái vật 50 ml ở đâu, ở đây. Đây, vật 50 dưới này. Đây, thì ở đây nó hơn 50 ml, 54 ml. Đây, 40, 60. Rồi, mình cho camera lại vị trí cũ. Xong, mình cho nó vào lại chai. Dùng một cái phễu. Rồi, vào lại chai. Đấy, nó chưa tới cổ chai là 50 ml rồi. Đấy. Đây mà đến chai 100 ml cũng chưa đến cổ chai nhé các bạn. Đây mình đã mở nắp trong sẵn ra rồi cho nhân rót vào. Đấy, 100 ml. Mình đưa camera về gần cái vật chia thể tích. Đấy, các bạn nhìn. Đấy, 90. Mình dùng một cái mình che. Đấy, 90, vật 90. Đấy, vật 100 ngang đấy. À đây, 100 ml. Đây, các bạn thấy đúng 100 ml. Và mình đổ lại vào chai. Dùng một cái phễu. Đấy. Mình đẩy tạm nó lại như thế này. Đây, 100 ml. Và Tiếp theo mình thử xem thử cái chai to bự như thế này. Đấy, là thể tích nó như thế nào. Mình mở ra, đổ vào đồng. Ở đây mình mua ở đơn vị này cũng khá uy tín, là cái chất lượng ấy, cái chất lượng ấy.
này đây chỉ khoảng 62 ml, mình sẽ đưa camera tới gần. Đấy, vật 60 mình sẽ các bạn thấy rõ hơn. Đây 50 dưới này. Đây, đây 50 dưới này. Đây này là 70, đây 60. 60 vật. Nào đây. Nào đây. Còn đây, đây này xỉ 62 ml. Đây 60 này, đây này 62 này. Rồi, như vậy chúng ta biết như vậy cái chai to bự như thế này, nhưng thực chất chỉ 62 ml, là người ta đã đóng ngang cổ chai. Đấy, mình sẽ rót vào chai cho các bạn thấy, là người ta đã đóng ngang cổ chai. Đấy, ngang cổ chai chỉ 62 ml thôi các bạn. Nếu như người ta đông lên mà chỉ thì khoảng 65 ml, 63-65 ml. Chai này ngoài thị trường người ta bán đúng 150 ngàn. Còn nếu như các bạn mua mà 100 ngàn, đó là tinh dầu trổi nhưng không phải tinh dầu tràm đâu. Rồi, đây, như vậy mình sẽ tính toán sơ bộ như thế nào đối với chai nhỏ như thế này, nhưng nó là 50 ml rồi. Như vậy nếu như tính giá trị tương đương thì lấy 50 nhân với 150 chia 62, 150 ngàn, đấy là cái chai này phải bán ra thị trường là 121 ngàn. Nhưng ở đây mình bán ra thị trường tầm 110 ngàn thôi chai này. Còn chai to 100 ml này, nếu như tính giá trị tương đương thì phải bán ra thị trường 241 ngàn, tức là 150 nhân 100 chia cho 62 thì bằng 241 ngàn. 241, các bạn nhớ nha, 150 nhân 100 chia cho 62 thì sẽ bằng 241 ngàn. Đó là tính giá trị tương đương với cái sản phẩm của người ta ở trên thị trường. Đây là sản phẩm chất lượng giống nhau. Ở đây chai này mình bán tầm 200 ngàn. Đấy, nó rẻ hơn 40 ngàn này. Đấy, cái này rẻ hơn 10 ngàn. Đấy, như vậy thể tích các bạn thấy to bự giống của tay vậy, nhưng thực tế thể tích chỉ có 62 ml. Còn đây nhỏ nhỏ nhưng có vỏ tinh dầu tràm, nhỏ nhưng mà có vỏ tinh dầu tràm như ý, nguyên chất 100% thiên nhiên. Đấy, xin hết. Và video sau mình sẽ giới thiệu bạn phân biệt giữa tinh dầu tràm thiên nhiên và tinh dầu tràm tổng hợp từ nguồn gốc, không có nguồn gốc như thế nào. Cái đó mình sẽ trình bày với các bạn ở video sau. Xin hết, xin chào bạn, hẹn gặp lại.